con người bị zombie cắn sẽ biến đổi thế nào? Đầu tiên, virus sẽ truyền khắp cơ thể qua mạch máu. Sau đó nhiệt độ cơ thể của người nhiễm tăng lên, cơ thể cũng bất giác co rút. Tiếp đó, hô hấp cũng biến mất dần và chết hẳn. Lúc này người nhiễm sắp hoàn toàn biến thành zombie. Khi anh chàng này phổ cập khoa học cho các hành khách, ông cụ bị zombie cắn đã tỉnh lại. Nhưng lạ là ông không những không mất đi lý trí như zombie, mà lại như trẻ ra 20 tuổi. Tiếng xả lũ mạnh mẽ thu hút các cụ ông trong xóm. Đến mái tóc muối tiêu cũng bỗng nhiên đen bóng. Sao ông lại biến thành thế này? Chuyện bắt đầu từ một ngày trước. Con zombie này tên Trông Bi. Vì phòng thí nghiệm của Mỹ tại Hàn Quốc bị ngập nước do mưa, nó bị nước mưa đưa lên mặt đất. Đợi đến khi nó tỉnh lại thì mơ màng tới một ngôi làng. Lúc này có hai bà thím đi đến trước mặt Trông Bi. Nó là zombie, định nhào tới theo bản năng. Nào ngờ hai thím tưởng nó là ăn mày, chẳng quan tâm đến nó. Họ né ra rồi đi tiếp. Khi Trông Bi ngơ ngác, một hòn đá đập vào đầu nó, cái thằng ăn mày kia. Ăn xong thì cuốn xéo mau. Người nhịn được chứ zombie không nhịn được. Trông Bi bổ nhào về phía lũ trẻ, nhưng tứ chi cứng ngắc và tốc độ chậm chạp khiến nó bị lũ trẻ trêu cho xoay vòng vòng. Cơn đói cuồng cào làm Trông Bi không chịu nổi nữa. Vậy là nó nhìn chằm chằm vào một con chó đen trong làng. Không ăn được thịt người thì chắc thịt chó cũng được. Nhưng không ngờ con chó đen này còn đáng sợ hơn con người. Trông Bi bị rượt, đành trốn vào nhà vệ sinh. Nào ngờ bị ông man đốc tới nhà vệ sinh từ trước phát hiện. Ông cụ còn tưởng Trông Bi là biến thái, cầm cái thông bồn cầu đánh túi bụi. Trông Bi vốn đã bực, giờ càng thêm tức, bổ nhào về phía ông man đốc, cắn một phát vào trán ông. Cuối cùng hoảng hốt chạy khỏi nhà vệ sinh. Đến tối, ông cụ thấy người mình nóng rực. Dù điều hòa và quạt trong phòng đều được mở, nhưng ông vẫn đổ mồ hôi liên tục. Đúng lúc này, con gái ông nghe thấy tiếng động trong kho. Khi cả hai bật đèn lên, họ mới phát hiện Trông Bi đã lẻn vào đây từ bao giờ. Ông cụ cầm sẻng, định trả thù vì nhát cắn kia, nhưng Trông Bi như không cảm thấy đau. Cái sẻng gãy ra rồi mà Trông Bi chẳng sao hết. Cậu con cả Chung Kun thấy vậy, đá bay Trông Bi đi, không ngờ con dao đâm xuyên cơ thể nó. Mọi người bị cảnh này dọa cho rợn người, cứ tưởng Chung Kun đã giết người. Khi họ đang bàn nhau phải xử lý thế nào, không ngờ tự nhiên Trông Bi lại sống lại. Nó là zombie, không dễ chết như vậy. Nhưng nhà họ không biết, sợ run người, vội vàng chạy khỏi kho, nhốt Trông Bi một mình trong đó. Họ không hiểu rốt cuộc Trông Bi là yêu quái gì. Lúc này, cậu con thứ Minh Kun thích xem phim chợt nhận ra điều gì. Anh ta lấy điện thoại, mở video trên To Busan lên. Lúc này mọi người đều đã hiểu, hóa ra Trông Bi là một con zombie. Minh Kun với cô con dâu Nam Du nhận ra, lập tức cách xa ông man đốc. Họ biết ông bị Trông Bi cắn cho bị thương, vậy tức là ông cũng sẽ thành zombie. Mấy đứa ơi, bố phải làm sao đây? Ăn đi này. Sau đó họ nhốt ông trong một toa xe. Cứ tưởng không bao lâu sau, ông man đốc sẽ thành zombie. Đợi đến hôm sau, khi ông tỉnh lại, đúng là cơ thể đã biến đổi. Nhưng không phải biến thành zombie mà như trẻ ra mấy chục tuổi. Không nhỉ xả lũ mạnh mẽ mà cơ thể yếu ớt cũng trở nên ngập tràn sức lực. Mái tóc bạc cũng thành đen bóng. Ông man đốc tưởng tất cả đều là công của Trông Bi. Không ngờ zombie còn có tác dụng hay vậy. Sau khi các ông cụ trong xóm biết bí mật này, họ lấy hết quỹ đen, mong được Trông Bi cắn một phát để lấy lại tuổi xuân. Làm gì có chuyện tiền tự mò đến mà lại không nhận. Vậy là ông man đốc dẫn họ tới nhà kho. Trông Bi cũng không ngờ hạnh phúc đến bất chợt như vậy. Bao nhiêu người xếp hàng đợi nó cắn. Để tăng độ ngon cho nó, Nam Du xịt tương cả lên tay họ, cắn đi, tuy là hơi đau. Nhưng hôm sau các ông cụ đều trở nên phấn chấn, khỏe mạnh hoạt bát. Ông cụ vốn đi bộ thôi cũng thở hổn hển, giờ lại đi như bay. Khi cả xóm vang rộn tiếng cười vui vẻ của các ông, nhà ông man đốc lại gặp sự cố. Ông kiếm được bộn tiền nhờ Trông Bi. Vậy là giấu người nhà, mang đến số tiền đi Hawaii. Cả nhà vốn rất giận, nhưng nghĩ lại thì Trông Bi vẫn đang ở đây. Chỉ cần có Trông Bi thì cũng có tiền kiếm mãi không hết. Vậy là Trông Bi chịu trách nhiệm cắn người ta tiếp. Minh Kun thì chịu trách nhiệm đứng cạnh thêm gia vị. Nam Du thì thành kế toán, chịu trách nhiệm thu tiền. Cô bé Hae Kun thì chịu trách nhiệm khử trùng vết cắn. Chuỗi sản xuất nhà làm đã hoàn thiện. Ngày càng có nhiều người nơi khác nghe tin mà đến. Chỉ một buổi chiều thôi, cái hòm trống rỗng đã lấp đầy tiền. Trông Bi là đại công thần, địa vị cũng nâng cao. Không chỉ có phòng riêng, mà còn được đưa ra đầu làng để cô Tony cắt cho bộ tóc mới. Họ nghiêm nhiên coi Trông Bi như thành viên trong nhà. Nhưng khi cả nhà đang vui vẻ, họ không biết nguy hiểm đang đến gần. Hôm đó, trong làng có một ông cụ kết hôn. Lúc hai bên xong phần lễ, tới phần hôn, ông cụ hôn ngấu nghiến cô dâu, không buông. Nhưng ông cụ khác ở bên dưới cũng chẳng quan tâm, điên cuồng giành giật, ăn chỗ thịt bò sống. Khi ông cụ kia quay lại mới nhận ra, ông đã biến thành zombie. Không chỉ vậy, rất nhiều ông cụ trong hôn lễ đều biến đổi. Hôn lễ vốn ồn ào náo nhiệt, giờ thành buffet của các ông. Còn Nam Kun chuẩn bị đưa Trông Bi lên thành phố tuyên truyền cũng nhận ra điều lạ ở bến xe. Mình đã bảo rồi mà, trên To Busan không lừa mình. Rất nhanh sau đó, có nhiều zombie lao vào bến xe hơn. Virus zombie đã phát tác hoàn toàn rồi. Hóa ra Trông Bi là zombie đời đầu. Những người bị nó cắn không phải không nhiễm virus, mà là có một giai đoạn ủ bệnh. Trong thời gian ấy, dân làng còn tưởng là thuốc thần gì. Vậy là chi tiền xếp hàng để được cắn. Họ không biết virus zombie đang dần lan ra trong cơ thể. Lúc này, ngoài đường vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều zombie đi tấn công con người chưa bị lây nhiễm. Nhân lúc zombie bị tiếng chuông điện thoại thu hút, Nam Kun lái con xe tải, đưa Trông Bi trốn thoát. Thằng này điên hay gì? Thích ăn đấm không? Tao là cảnh sát đấy. Nhưng khi họ về nhà, cửa nhà đã bị zombie bao vây. Anh cả Chung Kun thì bị dồn đến nỗi trèo lên nóc nhà. Để cứu người nhà,
Nam Quân đốt chỗ pháo hoa hồi Tết chưa đốt hết, bùng 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 như điên về phía lũ zombie. Chớt đi lũ zombie, tao là ma đông sóc của cái làng này đấy. Đây là trạm xăng mà. Dừng lại đi Nam Quân ơi, bắn pháo hoa ở trạm xăng thì khác nào thắp đèn kiếm cước ở hồ xí. Được ông anh nhắc, Nam Quân cũng nhận ra, anh ta đang định dập bỏ. Nào ngờ pháo bắn mạnh quá, không những không tắt mà còn thắp luôn cả chỗ pháo bắn lên trời trong xe. Nam Quân sợ quá, chạy vội đi, nhưng từng cái pháo hoa bắn thẳng lên trời, tiếng vang lớn và ánh sáng mạnh thu hút lũ zombie ở quanh làng. Cả lũ zombie đều có mục tiêu, tất cả đi về phía trạm xăng. Lúc này mấy người trong nhà cũng không hề bình tĩnh. Nam Du đang có bầu, hoảng quá nên vỡ nước ối, sắp chuyển dạ rồi. Lúc này Nam Quân nghĩ ra một cách, anh ta và Trung Quân mặc đồ zombie đã từng mặc, đi ra ngoài. Theo suy đoán của anh, lũ zombie phân biệt bằng mùi hương. Quả nhiên, zombie ngửi quanh người họ xong thì coi họ như đồng loại. Cứ vậy, cả hai thuận lợi quay về xe tải. Nam Quân đang định khởi động xe, ai dè không tài nào tìm nổi chìa khóa. Lúc hấp tấp thì nhấn phải đèn cảnh báo. Zombie bên ngoài bị đánh đèn thu hút, nhào về phía này. Cứ vậy, cả hai bị zombie nhốt trong xe. Lúc nguy cấp, Hekun xuất hiện. Cô cầm máy cắt cỏ, định đối đầu với zombie. Nhưng có quá nhiều zombie. Khi cô bị chúng đẩy ngã, sắp bị cắn, zombie xuất hiện kèm theo hiệu ứng ánh sáng. Là vì trên nóc nhà có con zombie bất cẩn động vào cầu dao, mạch điện ở trạm xăng bị chập, đèn và loa cũng được khởi động. Nơi đây lập tức biến thành vũ trường. Nhân lúc lũ zombie đang quẩy, Trung Quân xuống xe đi tìm chìa khóa. Tuy tìm được chìa khóa ở tầng 2, nhưng lúc này cửa nhà đã bị zombie bao vây. Giờ quay về theo đường cũ không được nữa rồi. Vậy là anh mở cửa sổ, ném chìa khóa cho Nam Quân ở dưới tầng. Cuối cùng dặn anh ta phải chăm sóc tốt cho chị dâu. Cứ vậy, Trung Quân bị zombie lôi vào phòng. Nam Quân chẳng kịp buồn bã, lập tức khởi động xe. Đuôi xe có sợi dây thép. Đầu sợi dây thép thì nối với toa xe mà Nam Du đang nằm. Nhưng chưa đi được bao xa, toa xe đã bị thứ gì chặn lại. Để loại bỏ chướng ngại vật và đưa được Hekun lên xe, Trung Bi lấy thân mình ngăn lũ zombie lại, sau đó đẩy chướng ngại vật cản đường đi. Cứ vậy, chiếc xe kéo toa xe nhà rời khỏi trạm xăng một cách thuận lợi. Nhìn cô gái trong xe càng đi càng xa, Trung Bi vốn là zombie bỗng nhiên gọi tên của Hekun. Hekun, hóa ra sau khi ở chung lâu ngày, Trung Bi dần có ý thức của con người. Nhưng âm thanh đã thu hút sự chú ý của những con zombie khác, vậy là nhào nhào quay đầu lại đẩy Trung Bi ngã ra. Mà Trung Bi bị ngã, dùng chút sức lực cuối cùng để bật lửa đốt cháy trạm xăng. Sau tiếng nổ mạnh, zombie ở trạm xăng biến thành tro bụi hết. Dưới sự bảo vệ của Trung Bi, những người trong xe thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm. Cái xe cứ đi đến tận lúc trời sáng. Nhưng Trung Quân được liều chết cứu ra, giờ cũng biến thành zombie. Những người khác vội xuống xe. Khi họ bàn bạc nên làm thế nào, đường hầm sau lưng bỗng có một bóng người đi ra. Hóa ra là ông Mandok đã đi Hawaii về. Aloha. Thấy ông Mandok chưa bị biến đổi, mọi người đều nghi ngờ, bởi vì ông là người đầu tiên bị cắn. Tại sao đến giờ vẫn chưa thành zombie? Đúng lúc này, radio trong xe phát ra tiếng. Người dân thân mến, hiện tại đã rơi vào tình trạng khẩn cấp. Hàn Quốc đang phải chịu sự hoành hành của một loại virus lạ. Mong mọi người không ra ngoài và không tiếp xúc với người nhiễm. Nếu như có người khỏi bệnh sau khi bị cắn, xin hãy đến trụ sở trung tâm phòng dịch ngay. Những người dân có khả năng miễn dịch chính là niềm hy vọng cuối cùng. Hóa ra ông Mandok chính là người có kháng thể. Vậy nên ông bị cắn xong mới không thành zombie. Mà phương pháp điều trị cho người nhiễm cũng dễ lắm. Đó là zombie giơ tay ra, để ông Mandok có kháng thể cắn một cái. Vậy là biến thành người thường. Bố sắp nôn ra đây này. Con biết rồi, nhanh lên đi bố. Chết mất thôi, đúng là. Trung Bi ở trạm xăng cũng không chớt mà núp dưới xác mấy zombie, sống lại. Một bộ phim đề tài zombie cực thú vị, vừa đáng sợ vừa hài hước, thích hợp cho những bạn thích chủ đề này.